Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Luật sư doanh nghiệp được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VTV. Thưa quý vị, trong 6 tháng đầu năm 2018 đã có nhiều văn bản pháp luật nổi bật liên quan sát sườn đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được sửa đổi và ban hành như Nghị định 87 về kinh doanh khí, Nghị định 25 về hoạt động in. Điều này cho thấy những chuyển động tích cực và tương đối mạnh mẽ về pháp luật kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2018 đã được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận. Tuy nhiên, bức tranh pháp luật kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 đã thực sự đáp ứng được kỳ vọng của doanh nghiệp hay chưa? Chất lượng các điều kiện kinh doanh mới ban hành đã thực chất hay chưa? Liệu còn những lo ngại về việc mọc ra những điều kiện kinh doanh mới tinh vi hơn hay không? Chương trình Luật sư doanh nghiệp tuần này với chủ đề Pháp luật kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 đã thực sự cải cách sẽ dành thời lượng để bàn về chủ đề này. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, theo một khảo sát của VCCI mới công bố, trung bình mỗi năm, cơ quan nhà nước trung ương ban hành trên dưới 1.000 văn bản quy phạm pháp luật và khoảng 50% số văn bản này có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Như vậy có thể thấy sự tác động hàng ngày từ các văn bản pháp luật kinh doanh đối với doanh nghiệp là rất lớn. Vậy trong nửa đầu năm 2018 đã có những văn bản pháp luật kinh doanh nào được sửa đổi và ban hành và cộng đồng doanh nghiệp đánh giá như thế nào về điều này? Kính mời quý vị đến với ghi nhận sau của chúng tôi. Trong nửa đầu năm 2018, theo báo cáo ghi nhận của VCCI, đã có một loạt những quy định về điều kiện kinh doanh dự thảo từ năm 2017 đã được sửa đổi và ban hành. Đáng ghi nhận nhất là Nghị định số 87 năm 2018 về kinh doanh khí thay thế Nghị định số 19 năm 2016, vốn bị doanh nghiệp kêu rất nhiều vì những điều kiện kinh doanh trong nghị định khiến nhiều doanh nghiệp đang kinh doanh bình thường bỗng dưng phá sản. Nghị định 15 năm 2018 quy định chi tiết một số điều luật an toàn thực phẩm thay thế Nghị định số 38 năm 2012, được cho là một cuộc cách mạng trong việc thay đổi cách quản lý đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm. Hay Nghị định 25 năm 2018 sửa đổi Nghị định 60 năm 2014 quy định về hoạt động in, cũng như Nghị định 86 năm 2018 về hợp tác đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, được cho là sẽ thay đổi môi trường đầu tư trong lĩnh vực giáo dục theo hướng thúc đẩy đầu tư, định hướng thị trường. Tất cả đều được cộng đồng doanh nghiệp và các chuyên gia đánh giá cao và cho thấy nhiều điểm tích cực về cải cách điều kiện kinh doanh trong thời gian qua. Các bộ ngành đã thực hiện cái việc cắt giảm cái thủ tục, cắt giảm các điều kiện kinh doanh để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp. Ví dụ như Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Giáo dục, đặc biệt là Bộ Giáo dục thì cũng đã rất là nỗ lực để cắt giảm được, để kiến nghị lên chính phủ cắt giảm gần 256 cái điều kiện đầu tư kinh doanh. Đây là một cái bước rất là đáng mừng cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Bên cạnh đó, khác với làn sóng cải cách điều kiện kinh doanh năm 2016, đợt rà soát năm 2018 xuất phát từ sự chủ động của chính phủ với mục tiêu rất rõ ràng cắt giảm đơn giản hóa 50% điều kiện đầu tư kinh doanh. Được truyền cảm hứng từ tuyên bố cắt giảm 675 điều kiện kinh doanh của Bộ Công Thương năm 2017, đến nay đã có 11 bộ đã đưa ra các phương án cắt giảm đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thậm chí là xây dựng nghị định về điều kiện kinh doanh để hiện thực hóa các phương án cắt giảm. Ngoài ra, cũng theo VCCI, về xem xét mức độ tiếp thu của các cơ quan chủ trì soạn thảo đối với ý kiến đóng góp 5 nghị định, 11 thông tư do 7 bộ soạn thảo trong 6 tháng đầu năm, cho thấy tỷ lệ tiếp thu là 52%. Tỷ lệ tiếp thu này đã cao hơn so với các năm trước, chứng tỏ ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp ngày càng được ghi nhận và tiếp thu. Nhiều cái tiếng nói của Phòng Thương mại Công nghiệp đã được tiếp thu, thậm chí như con số của anh là 50, sắp xỉ 48, 52% ý kiến được tiếp thu, đúng không? Còn 48 cái không tiếp thu. Thì tôi nghĩ chuyện 48 là chuyện cũng bình thường. Mình cũng không bao giờ kỳ vọng cái gì mình cũng đúng mà để nó tiếp thu. Nhưng mà con số 52 là con số tôi nghĩ là tuyệt vời, không có gì để mà mong đợi hơn nữa. Như vậy có thể thấy, các hành động hiện thực hóa quyết tâm cải cách thể chế năm 2018 của chính phủ đã tấn công trực diện vào những rào cản hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đó là các điều kiện kinh doanh. Đối với sản phẩm cụ thể mà doanh nghiệp làm ra, đó là gỡ bỏ các quy định ngặt nghèo liên quan đến các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với hàng hóa. Điều này đã giúp giảm bớt gánh nặng hành chính, thúc đẩy cạnh tranh công bằng giữa các loại hình doanh nghiệp. Rõ ràng không thể phủ nhận, 6 tháng đầu năm 2018, một số quy định có tác động lớn đến các doanh nghiệp, mang đến làn gió cải cách đáng khích lệ cho nhiều lĩnh vực vốn rất bất cập nhưng chưa nhận được sự quan tâm đúng mực trong suốt nhiều năm qua. Tuy nhiên, điểm lại pháp luật kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 do VCCI tổ chức vào cuối tháng 7 vừa qua cũng cho thấy vẫn còn nhiều băn khoăn từ phía cộng đồng doanh nghiệp cũng như các chuyên gia về các chất lượng điều kiện kinh doanh mới ban hành.
cũng có những quy định tồn tại bất cập quá lâu, doanh nghiệp kêu cứu rất nhiều lần nhưng cho đến nay vẫn chưa được sửa đổi. Phóng sự sau của chúng tôi sẽ phân tích rõ hơn về vấn đề này. Mang tới hội nghị một bản viết tay dày tới 10 trang, ông Nguyễn Văn Dòng, Chủ tịch Hiệp hội In Việt Nam không khỏi ngậm ngùi vì Nghị định 25 năm 2018 ra đời thay thế Nghị định 60 năm 2014 của Chính phủ về hoạt động in trong tháng 2 vừa qua vẫn còn rất nhiều điều kiện kinh doanh phiền hà, phức tạp và gây tốn kém cho hoạt động của doanh nghiệp. Cái Nghị định 25 tháng 2 vừa rồi đã ra đời thì trong này tôi nói cứ bất cả ví dụ như thế này là cái tiêu chuẩn là của doanh nghiệp in nó cực kỳ dườm dà và máy móc như nào, chứng minh là mua máy ở đâu, rồi mặt bằng anh để ở đâu, diện tích bao nhiêu, rồi các điều kiện phòng cháy chữa cháy rồi môi trường, cái môi trường có người quản lý tôi không quản lý có thể làm được tại tôi chứng minh là cái gì, các thứ này khác, rồi tiêu chuẩn người đứng đầu, phải đưa những tiêu chuẩn là một là tốt nghiệp cao đẳng ngành in trở lên, hai là nếu không thì phải là thông qua cái lớp quản lý của những quản lý của bộ thông tin truyền thông. Nội dung của nó là gì? Phổ biến tức là mà cái phổ biến là và triển khai thực hiện các bản pháp luật là trách nhiệm của các cơ quan quản lý này. Thì bây giờ trở thành cái này tiêu chuẩn để là cái ông đứng đầu sẽ kể nó phải bắt một cái chi phí là tương đương với còn hơn cả một giờ của người ăn hàng hốt, nghĩa là một giờ ở đây cũng cao cả Còn đối với các doanh nghiệp thực phẩm vốn đang rất vất vả với các thủ tục quy trình về an toàn thực phẩm, thì sự ra đời của Nghị định số 15 về an toàn thực phẩm thực sự là một cuộc cách mạng, mang đến những lợi ích to lớn cho doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh. Theo ước tính của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, Nghị định sẽ giảm đến 90% chi phí hành chính, giúp tiết kiệm 10 triệu ngày công và 3.700 tỷ đồng mỗi năm cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, doanh nghiệp trong lĩnh vực này vẫn còn bị hành bởi điểm A khoản 1 điều 6 Nghị định số 9 năm 2016, muối dùng để ăn trực tiếp, dùng trong chế biến thực phẩm phải được tăng cường iốt. Chỉ từng ấy chữ mà làm khó rất nhiều cho doanh nghiệp cũng liên tục kiến nghị trong suốt hơn một năm qua. Đích thân Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đã lắng nghe và có ý kiến chỉ đạo nhưng cho đến nay vẫn chưa có kết quả. Chưa kể những cái sản phẩm xuất khẩu ra nước ngoài, một số thị trường không chấp nhận. Cho nên nếu chúng tôi sử dụng cái muối mà có iốt và thì xuất khẩu ra là từ chối. Mà nếu không sử dụng iốt thì lại vi phạm luật của Việt Nam. Ngoài ra, dù có những bộ đã tuyên bố cắt giảm đơn giản hóa vượt chỉ tiêu 50% điều kiện đầu tư kinh doanh mà chính phủ đề ra, nhưng nếu xem xét kỹ thì phương án cắt giảm vẫn chưa thực chất. Bởi lẽ nhiều điều kiện kinh doanh chỉ điều chỉnh một số điểm nhỏ, trong khi có thể bỏ hẳn, như yêu cầu tuân thủ các quy định về phương án kinh doanh, can thiệp quá sâu vào hoạt động của doanh nghiệp. Hay sửa đổi câu chữ như vốn pháp định thành vốn điều lệ cũng tính là thay đổi. Theo các chuyên gia, đây là những cải cách không thực chất, mang tính hình thức, thậm chí là còn mang tính đối phó. Hiện nay thì có một số bộ thì đã chuẩn bị tích cực, nhưng còn một số bộ thì theo tôi là cái kết quả rà soát cũng như cái chuẩn bị các cái văn bản là chưa đạt yêu cầu. Và như vậy thì cái việc đảm bảo thực hiện được cái kế hoạch chính phủ đề ra là khó khăn. Nhưng mà cái vấn đề đáng quan ngại hơn thì đính chính là cái chất lượng của các cái văn bản được chuẩn bị. Có nghĩa là các cái điều kiện kinh doanh và các cái thủ tục hành chính được cắt giảm trên thực tế. Bởi vì trên thực tế hiện nay thì cũng có những cái kiến nghị, những cái dự thảo. Theo tôi là nó chưa đảm bảo cái thực chất, có những cái thay đổi là không đáng kể hoặc là những thay đổi thậm chí là có tính chất đối phó trong một số cái văn bản được đề xuất. Bên cạnh đó, phần lớn đề xuất trong các phương án mới chỉ dừng lại ở việc xem xét các điều kiện kinh doanh hiện hành trong nghị định. Các kiến nghị chủ yếu xoay quanh sửa đổi bổ sung nghị định mà chưa mở rộng đánh giá các điều kiện kinh doanh có trong luật. Tệ hơn nữa, có những điều kiện kinh doanh mới chất lượng còn tồi hơn so với những điều kiện kinh doanh lúc chưa cải cách. Rất nhiều những cái điều kiện kinh doanh ban hành mới họ có cái chất lượng rất là kém. Với những cái câu từ ví dụ như yêu cầu phải có địa điểm, yêu cầu phải có diện tích tối thiểu, yêu cầu phải có hợp đồng thuê nhà 2 năm, yêu cầu phải có tối số lượng nhân sự vân vân, rồi yêu cầu phải có những cái bằng cấp. Và đặc biệt một cái mà tôi rất quan ngại hiện nay là
thường yêu cầu một cái nhân viên có một, mặc dù họ được đào tạo chuyên môn, họ đã được đào tạo chuyên môn ở những cơ sở đào tạo nhưng vẫn yêu cầu phải có một cái chuyên môn, và chuyên môn đấy lại phải được một sở ngành, một cơ quan, một tổ chức của nhà nước đào tạo và để cấp một cái chứng chỉ thì họ mới lại tiếp tục đủ chuyên môn để đi kinh doanh. Thì tôi cho rằng đây là một cái rào cản rất lớn trong cái quá trình hoạt động kinh doanh. Một điều không thể phủ nhận là đợt rà soát điều kiện kinh doanh lần này với những đề xuất cắt giảm đơn giản hóa điều kiện kinh doanh mà các bộ đang thực hiện thì môi trường đầu tư kinh doanh của nước ta sẽ thuận lợi hơn và cộng đồng doanh nghiệp sẽ là đối tượng được hưởng lợi. Nhưng rõ ràng, với những quan ngại như trên, theo các chuyên gia, mục tiêu cắt giảm 50% điều kiện đầu tư kinh doanh phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 10 tới đây, phải đảm bảo cả về số lượng và chất lượng vẫn là một thách thức rất lớn. Ngoài ra, còn có lo ngại về việc nếu không kiểm soát việc cắt giảm điều kiện kinh doanh một cách chặt chẽ, thì nguy cơ điều kiện kinh doanh mọc lại một cách tinh vi hơn là hoàn toàn có thể xảy ra. Theo một thống kê, 6 tháng đầu năm, số doanh nghiệp ngưng hoạt động bằng 80% số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Tất nhiên, lỗi không phải hoàn toàn ở pháp luật kinh doanh, nhưng với nhiều văn bản được ban hành, với nhiều rủi ro về pháp lý mà doanh nghiệp phải đối mặt hàng ngày, pháp luật kinh doanh phải chịu trách nhiệm về việc này. Khẳng định điều này để thấy, muốn doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc gia nhập thị trường, có thể tồn tại và phát triển, các quy định mới về điều kiện kinh doanh phải đảm bảo độ thông thoáng nhất có thể, việc sửa đổi hoặc thay thế các quy định cũ phải diễn ra nhanh hơn, đồng thời phải tăng cường cơ chế kiểm soát việc đơn giản hóa, cắt giảm điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính của các bộ ngành, cũng như thống nhất quan điểm rà soát và mở rộng các đề xuất trong các phương án điều chỉnh pháp luật kinh doanh mà các bộ ngành đề xuất. Sau đây là những ý kiến mà chúng tôi ghi nhận được. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Cái việc cắt giảm và đơn giản hóa các cái điều kiện kinh doanh và các cái thủ tục hành chính kiểm tra chuyên ngành là cần thiết, nhưng mà cần thiết hơn là cần phải có những biện pháp ngăn chặn cái sự khôi phục trở lại các cái điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính kiểm tra chuyên ngành dưới một cái hình thức khác. Chúng ta đã có một cái thực tế là trong những năm qua đã có những cái chiến dịch mà chúng ta đã rất là thành công trong việc cắt giảm các cái điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính, tức là các giấy phép con. Nhưng mà sau đó khi mà chúng ta lơ là trong việc kiểm soát thì các cái giấy phép con lại tiếp tục quay trở lại dưới nhiều cái hình thức khác và nhiều trong trường hợp là nó tinh vi hơn. Và như vậy thì các cái rào cản cho doanh nghiệp gia nhập thị trường và triển khai các cái hoạt động kinh doanh vẫn khó khăn. Tôi cũng rất mong chính phủ là xử lý nghiêm cái kỷ luật hành chính. Tức là nếu như đúng thời hạn thì công việc này không phải là giao mới, có nguồn gốc. Chính phủ đã giao cái nhiệm vụ này từ tháng 10 năm ngoái. Thì xử lý nghiêm cái kỷ luật hành chính theo đúng như nghị quyết của chính phủ. Cái điều này tôi cho rằng nó hết sức quan trọng và có ý nghĩa trong việc đảm bảo cái cải cách được thực hiện đầy đủ. Bởi vì nếu lần này một bộ nào mà không hoàn thành đúng thời hạn thì họ lại có thể sẽ, nếu như được gia hạn thì nó sẽ tạo ra một cái tiền lệ rất xấu, có nghĩa rằng là người ta sẽ tiếp tục vận hành các cái cải cách theo cách thức là sẽ chậm dần và để được gia hạn. Và như vậy thì rõ ràng tôi cho rằng hiện nay chỉ có hai việc, một là các bộ buộc phải hoàn thành bằng bất kể nguồn lực nào về mặt thời gian cũng như nhân sự, và thứ hai thủ tướng và chính phủ đã cam kết mạnh mẽ như vậy thì thực hiện đúng như những cái cách thức mà mình đã đề ra về mặt kỷ luật kỷ cương hành chính. Sắp tới thì chính phủ sẽ ban hành một số nghị định để triển khai bộ năng lượng, và tôi biết một số quận huyện khác cũng đang chuẩn bị xây dựng một số nghị định mới liên quan đến cái vấn đề công ty, liên quan đến kinh tế số. Thì rất mong là các hiệp hội chuyên ngành của tôi, ngành ngoại tất cả sẽ đương nhiên sẽ theo dõi từng đường đi mỗi bước, nhưng mà cũng xin mong mỏi được phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam chiếu cố quan tâm đến lĩnh vực của tôi một chút để đồng hành. Cái tiếng nói của chủ của hiệp hội và của phòng thương mại công nghiệp nó rất có sức mạnh, và như hôm nay chúng tôi nghe là cũng mong muốn là các bộ ngành có cái tham vấn nhiều hơn đối với cộng đồng doanh nghiệp. Chúng ta đánh giá rất cao của một số bộ đã làm tốt việc này, điển hình thứ nhất là bộ tài chính, thứ hai là bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, nhưng rất nhiều bộ khác thì gần như là chưa quan tâm đến cái tiếng nói tham vấn từ phía doanh nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp. Thì chúng tôi hy vọng là sau này CCI có thể có kiến nghị lên các cơ quan nhà nước để mà những cái nào liên quan nhiều đến doanh nghiệp thì cần tham vấn đến doanh nghiệp.
Còn các hoạt động khác về các trường tư thục, hoạt động của các cơ sở giáo dục ngắn hạn thì chúng tôi cũng rất mong muốn là Bộ Giáo dục sẽ có sớm ban hành các thông tư hướng dẫn, sau khi cắt giảm các điều kiện kinh doanh thì sẽ ban hành các thông tư sửa đổi hướng dẫn để giảm thiểu các thủ tục hành chính và giảm thiểu những điều kiện nó không còn phù hợp với thực tế. Đấy cũng là một trong những cái mong mỏi của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Phần cuối của chương trình như thường lệ, mời quý vị đến với mục tư vấn pháp luật. Tham gia mục tư vấn pháp luật ngày hôm nay có luật sư Lê Thị Thu Hằng, công ty luật Quốc Minh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Thưa luật sư, chị Trần Hằng có địa chỉ email trầnhằng@gmail.com gửi thư về chương trình và hỏi: Chào luật sư, công ty của tôi là công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh ngành nghề buôn bán thực phẩm, nhưng chúng tôi lại muốn bổ sung thêm một số ngành nghề cho công ty. Vậy thì xin luật sư tư vấn cho tôi về thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh như thế nào? Mời luật sư trả lời. Về vấn đề bạn hỏi, tôi xin được trả lời như sau. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp là một thủ tục pháp lý cần thiết và rất là quan trọng khi doanh nghiệp cần mở rộng các lĩnh vực kinh doanh mà hiện tại doanh nghiệp chưa có, hay là thu gọn các lĩnh vực ngành nghề kinh doanh có trong đăng ký kinh doanh để thuận lợi cho việc quản lý và thực hiện theo đúng luật doanh nghiệp. Doanh nghiệp có trách nhiệm phải thông báo về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh với phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định thay đổi bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh. Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Căn cứ theo quy định của pháp luật thì khi bạn tiến hành thủ tục bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh, bạn cần chuẩn bị các hồ sơ sau. Một, thứ nhất là thông báo bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp với các nội dung như sau. Thứ nhất, tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp hoặc mã số thuế. Thứ hai, ngành nghề đăng ký kinh doanh bổ sung. Thứ ba, quyết định và bản sao hợp lệ, biên bản cuộc họp của hội đồng thành viên hoặc của đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh đó. Bước thứ hai là nộp hồ sơ. Hồ sơ hiện nay bạn có thực hiện hai cái bước nộp hồ sơ như sau. Bước 1, sau khi hoàn thành các cái thủ tục hồ sơ như tôi đã hướng dẫn thì bạn sẽ nộp hồ sơ thông qua thủ tục online trên website nơi doanh nghiệp bạn đặt trụ sở chính, tại phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp bạn đặt trụ sở chính. Sau khi mà hồ sơ của bạn hợp lệ thì phòng đăng ký kinh doanh sẽ gửi lại cho bạn cái thư xác nhận về việc ngày giờ mời bạn lên để nhận cái giấy đăng ký kinh doanh đã được bổ sung ngành nghề, và tại thời điểm đó thì bạn sẽ mang toàn bộ cái hồ sơ gốc mà bạn đã nộp online trước đây lên nộp và để nhận đăng ký kinh doanh mới. Việc nhận và trả kết quả này sẽ được thực hiện tại phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Tuy nhiên tôi cũng xin lưu ý đối với bạn là trong trường hợp mà doanh nghiệp của bạn có muốn đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh đối với những ngành nghề mà pháp luật Việt Nam quy định có những cái điều kiện kèm theo thì bạn buộc phải đáp ứng những cái điều kiện đó thì bạn mới được kinh doanh các ngành nghề này trên thực tế. Tôi xin hết. Cảm ơn luật sư ạ. Mục tư vấn pháp luật đã khép lại chương trình luật sư doanh nghiệp tuần này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và đừng quên chương trình luật sư doanh nghiệp được phát sóng vào khung giờ mới 21 giờ 15 phút thứ ba hàng tuần. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình tại website www.vitv.vn hoặc cập nhật qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.